Xin chào tất cả các em, lại đến với kênh bé Úc Chibi. Và ngày hôm nay gấu Panda cũng sẽ thay mặt cho chị bé Úc Chibi gửi đến tất cả các em lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất. Và khẩu hiệu của kênh bé Úc Chibi hôm nay chính là mini game mỗi ngày, mini game cho các bạn đặt hàng, mini game cho thành viên của kênh bé Úc Chibi. Các bạn hãy đăng ký thành viên, hãy đặt hàng để có cơ hội nhận Wixi Panda xinh đẹp miễn phí này nha. Giống như là bạn tên đây, giống như là đơn hàng của bạn Trần Phạm Bảo Trân là người đã may mắn trúng mini game ngày 3 tháng 1 năm 2018. Đây là nick là Bảo Trân he he đó mấy em, là thành viên của kênh bé Úc Chibi và đã trúng mini game ngày 3 tháng 1, và bạn đó nhận ngay một Wixi miễn phí, miễn phí ship luôn. Cho nên các em hãy nhanh chóng đăng ký thành viên nha để nhận được Wixi miễn phí, và hãy nhanh tay bình luận xem là người nào là cái đơn đặt hàng trúng của ngày 4 tay thì các em bình luận liền để là người trúng mini game của ngày 4 tay tiếp nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi của mình với đơn hàng của ngày 4 tay ha. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tay tháng 1 năm 2018 và sẽ tìm xem ngày 4 tháng 1 thì đơn hàng nào sẽ là đơn hàng may mắn trúng thưởng, để các em kịp thời bình luận tên của cái đơn hàng đó kèm với số điện thoại của mình nha. Thì các em sẽ dĩ nhiên trở thành người trúng mini game tiếp theo ha. Và ngày hôm nay á, thì ít thôi, đơn hàng thì chỉ có vài người thôi, cho nên là không biết là trong mấy người này thì ai sẽ là người may mắn. Đầu tiên đó là Trần Cường Triệu nè, Bùi Đình Phát nè, Phạm Thị Như Anh nè, Huỳnh Thị Đài nè, Vũ Thị Thùy Linh nè, Đào Thị Gấm, Huỳnh Trần Thiên Ý và Lê Cẩm Đan. Đó, một hồi nữa, một trong 8 cái tên này sẽ được xướng lên và người đó sẽ là người may mắn nhận được phần quà Wixi mini game nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hộp xem coi khúc nào thì chị sẽ khui, chị sẽ bốc thăm nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đơn hàng số 1. Đó chính là đơn hàng của Lê Cẩm Đan ở Bắc Giang, 124.000 đồng. Thì Cẩm Giang có đặt làm một cái Wixi donut màu sô cô la, một cái Wixi donut màu hồng. Cả hai đều là 12.000 đồng. Rất là dễ thương nha. À, cái lỗi này mình có thể làm chiếc nhẫn được không mấy em? Như tay mấy em nhỏ này mình sọt quá như vậy. Làm một chiếc nhẫn donut. Tiếp theo thì là một mắt đá nè, váy màu xanh nha, màu xanh phi rất là đẹp luôn. Đây, nó có thêu cái trái dâu ở dưới nè, rất là xinh. Tóc thì là màu tím hồng ha, dài xuống đến gót chân luôn á. Khuôn mặt rất là dễ thương, 35.000 đồng nha. Không biết là Lê Cẩm Đan một hồi nữa có trúng mini game không ta. Hồi hộp quá, 35.000 nha. Tiếp theo thì là bộ đồ học sinh. Đây, bộ đồ học sinh nè, may rất là chắc chắn mấy em. Cái váy cũng vậy luôn nè, may rất là chắc chắn, xếp ly, 25.000 đồng một bộ nha, rất là đẹp. Tiếp theo là cơn mưa Wixi của Phạm Thị Như Anh. Wow, bạn này đặt rất là nhiều Wixi luôn nha mấy em. Đó, mấy em hãy cùng xem nha. Đó, cả một cơn mưa Wixi. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, các em xem nè, nhiều ơi là nhiều Wixi luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Như Anh có những Wixi gì nhé. Đây, đầu tiên thì Như Anh có hai cái Wixi 12.000, màu hồng và màu xanh lá cây, bánh donut. Đó, chị có thể làm chiếc nhẫn. Wow, có ai đeo chiếc nhẫn Wixi giống như chị hay không? Wixi donut đó, rất là dễ thương, 12.000 đồng nha, màu hồng. Để chị bỏ vô bịch lại cho Như Anh. Rồi, ha. Tiếp theo thì là một cái Wixi thỏ nữa nè, 21.000 ha. Rồi cái Wixi 18.000 hình Hello Kitty. Đó là một cái bánh nha, một cái bánh này có cái hình này Hello Kitty rất là dễ thương. Rồi đến là Wixi 25.000 gấu Panda. Và tới Wixi 30.000 đồng đó là hai chú cá nè. Các em xem là cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng.
Hay vậy, xinh xinh. Rất là dễ thương, con cá nó to bằng bàn tay của chị luôn. Mà nó chỉ có 30.000 đồng thôi nha mấy em. Cầm nó, bóp nè, rất là mềm và êm nha. Cá màu xanh và cá màu vàng luôn, 30.000 đồng. Tiếp đến thì như anh còn có đặt whisky 40. Yeah, 40 thì sẽ có cái whisky này, màn thầu. Love, 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 yêu. À, chị sẽ yêu như anh rất là nhiều nha. Love. Cái mặt của whisky này còn có hai trái tim hai bên nữa nè. Cặp mắt nhỏ nhỏ dễ thương chưa. Mềm lắm, khá chậm tăng nữa. Còn đây là một miếng bánh whisky 40.000 đồng. Đây, cái bánh nè, nó có một tầng, hai tầng, ba tầng kem bơ, rất là ngon luôn. Ôi, thơm quá nè, kem dền nè, thơm ơi là thơm luôn nha. Mềm lắm nè, bóp rất là đã ha. Như vậy là chúng ta đã vừa xem xong đơn hàng whisky của Như Anh. Một cơ mua whisky luôn nha Như Anh ơi. Đây, whisky nhỏ mình phải để phía trước chứ, mới thấy chứ. À, đây là hai chú cá vàng nữa. Quá trời whisky luôn ha. Không biết đơn hàng whisky này thì có được tặng thêm whisky không, có may mắn là người trúng mini game hay không. Wow, rất là hồi hộp. Các em hãy gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 để có một vé tham dự mini game, có cơ hội nhận whisky miễn phí nha. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Đào thì gắm 89.000 đồng, gồm có đầu tiên sẽ là bịch phụ kiện nè, có vòng cổ nè, vương miệng và lắc tay cho búp bê là 5.000 một bịch như thế này nha mấy em, rất là đẹp luôn. Ôi cái vương miệng nè, rất là xinh đúng không. Tiếp theo là một bịch giày gồm có giày ngôi sao nè, giày bông hoa nè và đôi giày đỏ nữa, 5.000 một bịch. Rồi đến là hai bé nhí thời trang, bé thứ nhất tóc nâu, bé thứ hai thì tóc vàng. Hai bé này có thể thay đổi tóc cho nhau và thay đổi kiểu áo nữa ha, rất là xinh luôn. Wow. Tuy nhiên là bé này đã bị lỗi rồi, chị sẽ đổi cho đơn hàng này bé nhí cái mẫu khác nha. Trời ơi, như vậy là chị bị lỗ rồi nè. Người ta bán cho chị như vậy nè, chị không giao cho tụi em nhưng mà chị để lại thì thành hàng lỗi nha. Thôi kệ đi ha, mình phải uy tín và chất lượng chứ. Rồi chị sẽ trừ khi là chị không thấy rồi, nhiều lúc lu bu quá, chị kiểm nhiều hàng quá chị không thấy. Rồi nếu thấy thì là chị sẽ đổi hàng hết nha. Rồi đây chị đã đổi lại cho búp bê này cái miệng không có bị tèm lem nữa nha. Và mỗi một bịch như vậy là 7.000 đồng ha. Búp bê có thể thay áo nè, thay mũ rồi, rất là đẹp luôn nha. Sau đó thì là cây quạt tiền, quạt, 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 mát quá, mát quá, mát quá. Ta là cái trứng lưới nè, mát quá, 10.000 một cái trứng lưới. Còn tiền thì là 2.000 đồng một bịch nha mấy em. Đó, có nhiều loại tiền trong đây, các em có thể học về cách sử dụng tiền, đổi tiền đô ra tiền Việt. Rồi chúng ta sẽ sắp xếp tiền như thế nào cho ngăn nắp gọn gàng, đếm tiền, thối tiền nha. Học một bài học về cách sử dụng tiền. Còn đây thì là quả trứng lưới 10.000 đồng ha. Rồi đến một cái bịch dạo sóc nữa nè. Dạo sóc cho búp bê gồm dạo sóc nè, giày và một cây lược nha, 5.000. Tiếp theo thì là đơn hàng của Huỳnh Trần Thiên Ý. Huỳnh Trần Thiên Ý ở Đồng Nai, tổng đơn hàng 118.000. Thiên Ý có đặt một whisky khoai tây chiên. Có ai thích ăn khoai tây chiên ở ở gì mấy em, ở trong siêu thị hay là ở mấy cái khu mà bán đồ ăn á, đồ ăn nhanh á, ví dụ như là khoai tây chiên ở Lotte rồi đó mấy em, rất là ngon nha. Đây là cái hộp khoai tây chiên này, có cái mặt cười rất là đáng yêu. Ở phía trên này có những cái khoai tây chiên này là rất là đẹp luôn, chiên vàng mà nó có phủ một cái lớp sô-cô-la phô mai đó mấy em. Đó, cho nên là nó có cái màu như thế này, rất là ngon nha. Giòn giòn, ngọt ngọt, thơm thơm, mùi phô mai và sô-cô-la. Ở bên trong thì nó có cái vị béo béo của cái khoai tây chiên á mấy em, bột bột á, rất là ngon luôn. Chấm một ít với lại cái tương ớt nè, chấm vô. Đó, tương cà rất là ngon nha.
Nhưng đây thì không phải là tương cà mà là hai bịch súp dẻo, ấy lộn, hai bịch slam súp của Thiên Ý đặt luôn. Đó, một là màu cam và một là màu món này màu màu cam luôn, này cũng màu màu vàng cam nhưng mà nó hơi vàng hơn ha, hai màu khác nhau. Đó, rất là dễ thương. Và bây giờ Vũ Thị Thùy Linh. Vũ Thị Thùy Linh ơi, Thùy Linh ở Bắc Ninh là tổng là 218.000. Đơn hàng của Thùy Linh là một đơn hàng rất là sắc màu và rất là đẹp luôn, có rất là nhiều loại slam và đồ chơi rất là hot. À, các em hãy cùng xem đơn hàng của Thùy Linh nhé. Đầu tiên bùm ba cái túi trượt luôn. Đó, Thùy Linh mua đến ba cái túi trượt màu đỏ, màu xanh và màu hồng. Đó, chơi rất là vui luôn. Nếu như mà chị chưa bao giờ thử mà một mình mà trượt ba cái túi luôn thì không biết nó như thế nào nha. Thì Linh chơi xong thì nhớ comment cho các bạn biết nha. Mình một mình cầm ba cái túi mình trượt thì chắc cười chết luôn á mấy em. Vui lắm á ha. Túi trượt đỏ thì có sao biển nè, con cá nè. Bên đây thì có con ếch nè. Và hai con ếch luôn, một cặp ếch nha. Còn túi màu vàng thì nó sẽ có con heo, cá heo chứ lộn, cá heo là nhện nước. Wow, rất là vui. Mình sẽ trượt lên, trượt xuống ba túi một chỗ luôn. Tiếp đến thì sẽ là bốn cái slam lỏng. Đây, một nè, hai nè, ba nè, bốn cái slam lỏng nha. Mỗi hũ như vậy chỉ có 4.000 đồng thôi. Các em nhìn nó đã sắc màu chưa? Chưa sắc màu lắm đúng không? Đó, chị sẽ sắp xếp lại cho gọn hơn. Rồi, tiếp theo thì bạn này còn có đặt cả 4 slam bia. Bum 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 bum. Ồ. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Xin chào mọi người, mình không phải là slam bia, mình là slam cốc tay. Các bạn xem mình có chữ cốc tay. Và do là ở shop WGP đã hết là slam bia, chỉ còn có 3 chai này thôi, cho nên là chị với Úc đã thế vào đó là một chai slam cốc tay. Hình dáng của nó thì cũng tương tự như slam bia. Các em xem nè. Đây nha, cũng tương tự. Nhưng mà cái chai slam bia thì nó sẽ nhỏ hơn chai cốc tay. Và cái nắp của nó cũng vậy luôn nha. Các em xem nè. Ha, chai lam bia nó sẽ nhỏ hơn chai cốc tay một chút xíu, nhưng mà chị cũng sẽ tính cùng giá là 18.000 đồng. Wow, rất là độc đáo đúng không? Bây giờ thì các em dòm xem đơn hàng của Như Ý đã trở nên sắc màu chưa? Wow, bum 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 bum. Rồi, chào mọi người, chào mọi người, mình đi vô. Chào mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi vô. Wow, rất là dễ thương. Như vậy là chúng ta đã vừa xem xong đơn hàng của Thùy Linh, rất là dễ thương đúng không? Không biết là Thùy Linh sẽ có may mắn để trúng mini game trong ngày hôm nay không nha. Chúng ta sẽ chờ đợi trong ít phút nữa, rất là hồi hộp. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Bùi Đình Phát ở Đồng Nai, tổng là 49.000 đồng. Thì Đình Phát có đặt ba cái waxi donut luôn. Các em xem đây, một cái màu xanh lá nè, một cái màu xanh dương và một cái màu hồng. Đó, ba cái waxi mỗi cái 12.000. Rất là dễ thương luôn. Các em xem nha. À, một chút nữa chị sẽ công bố mini game. Không biết là Đình Phát có trúng được cái waxi panda không ta. Nếu có thì sẽ bổ sung vô trong bộ sưu tập này. Rất là dễ thương. Sẽ cho Gấu Trúc ăn ba cái donut này luôn nha. Đó, chờ một chút xíu nữa nha. Còn bây giờ thì đơn hàng của Đình Phát đã xong rồi đó. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Cường Triệu ở Hồ Chí Minh, tổng là 97.000. Đầu tiên thì có đặt là một vỉ dày. Đây, vỉ dày 17.000, có 12 đôi giày ha, với những kiểu giày rất là đẹp luôn. Các em xem nè, rất là xinh xắn nha. Đó, giày bóp đồ các kiểu luôn ha. Rồi sau đó còn có thêm một bé mắt đá nữa. Đây, mắt đá tóc màu vàng hồng, mặc một cái váy bạc rất là xinh, khuôn mặt hiền dịu ha. Đây, mang đôi giày trắng nha. Ngoài ra thì còn có thêm ba chiếc nhẫn sắt. Wow, một chiếc là hình trái tim này mấy em,
Một chiếc thì là hình nó là hình giống như hình hình van, hình tế bạc, hình gì đó. Đó, rất là đẹp ha, có nhiều hạt nè. Rồi một cái là những hộp xoàn nha. Đó. Đá ruby, đá đỏ đó nha, rất là đẹp luôn. Và mỗi chiếc như vậy là 5.000 đồng. Tháo cái bọc ra thì giờ sẽ rõ hơn và đẹp hơn nha. Còn tại vì này là ở trong bọc, cái em giờ không rõ lắm á ha. Và tiếp theo là đơn hàng của Huỳnh Thị Đài. Huỳnh Thị Đài cũng là đơn hàng cuối cùng của ngày 4 tháng 1 năm 2018 của chị. Và sau đơn hàng này chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng mini game cho 8 đơn hàng trong ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên Huỳnh Thị Đài có đặt là 5 búp bê mắt đá luôn mấy em. Đó, búp bê thứ nhất nha. Đây, đặt cho bé đó. Đây là đơn hàng mà mẹ đặt cho bé nè. Đó, mắt đá tóc tím, váy tím kim tuyến luôn, rất là đẹp ha. Mang một đôi giày đỏ 35.000. Đó, mắt đá thứ hai. Đó, tóc màu tím nâu, mặc một bộ đồ bay nha. Đây là bộ đồ bay nè, rất là xinh. Rồi, thứ ba sẽ là mắt đá váy bạc. Đó, tóc màu hồng, màu vàng hồng nha, rất là xinh luôn. Tiếp theo thì là mắt đá váy hồng, tóc màu hồng đen. Nãy giờ là bốn loại, là mỗi loại khác nhau hết nha. Đó, chị đã lựa cho bé là 5 búp bê khác nhau. Đó, tiếp theo thì là cũng mắt đá tóc tím, nhưng mà tóc tím này tóc tím dài luôn nha, mặc một cái váy xanh và váy trái tim. Đây, khuôn mặt thì rất là dễ thương. Sau đó thì là một anh Ken nữa. Đây là anh Ken 45.000 nè. Đó, anh Ken 45.000, mặc bộ đồ thường quần lửng ha. Rồi, tiếp theo thì là một slam gấu 5.000 nha. Rồi sau đó thì Huỳnh Thị Đài còn có đặt cho búp bê là 5 cái bàn nè mấy em. 1, 2, 3, 4, 5 ha, 5 cái bàn thì mỗi cái như vậy là 7.000 đồng. Rồi đến là ghế thì cũng có 5 cái ghế luôn, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là 5 cái ghế và 5 cái bàn. Bây giờ chị sẽ trang trí thử coi để cho búp bê ngồi như thế nào nha. Với bàn và ghế như thế này á, thì chị nghĩ là Đài có thể là mở một lớp học được luôn nha. Mở một lớp học cho búp bê vì nó có rất là nhiều bàn và ghế ha. Đó, bàn ha. Như đây là 5 cái bàn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho mỗi một cái bàn là một cái ghế cho búp bê ngồi đúng không? Đó, búp bê sẽ ngồi học. Đó. Công nhận là bạn này rất là chu đáo đúng không? Chuẩn bị cho búp bê là mỗi búp bê một cái ghế và một cái bàn luôn, ngồi học thật là rộng rãi luôn ha. Đó, ăn uống gì cũng vậy, rất là tự tự lập và tự túc. Đó, các em xem nè, rất là nhiều luôn. Và đây, xin mời các em cùng đến với lớp học của bạn của bé ha. Bé mà con của mẹ là Nguyễn Thị Đài á, rất là đẹp ha. Nguyên một cái lớp học luôn, rất là dễ thương. Cái này mà chỉ cần cho những búp bê mặc bộ đồ học sinh vô và áo dài vô thì nó đã trở thành một cái lớp học rồi đúng không mấy em? Giống lớp của mấy em không, hay là một cái quán đó, hay là một cái quán cà phê thì cần phải có nhiều ly nước và cái bình nước rồi nữa đúng không? Nhưng mà nhìn chung là rất là dễ thương ha, rất là đẹp luôn á. Và bây giờ sau khi chúng ta ngắm nhìn quán ăn của đơn hàng Nguyễn Huỳnh Thị Đài, chứ lộn, chị nói Nguyễn Thị Đài, Huỳnh Thị Đài, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chơi bốc thăm mini game cho 8 cái đơn hàng này nha. Và xin được bắt đầu. Đầu tiên thì chị sẽ xé mấy cái tên này ra ha. Lê Cẩm Đan nè, Huỳnh Trần Thiên Ý nè, Đào Thị Gấm nè, Vũ Thị Thùy Linh nè, Huỳnh Thị Đài nè, Phạm Thị Như Anh nè,
Bùi Đình Phát nè, Trần Cường Triệu nè. Rồi, như vậy là chị đã dò lại. Và bây giờ như mọi khi thôi, bàn tay phép thuật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và trên tay chị đã có kết quả rồi. Các em hãy chú ý, ngay giây phút này các em hãy chú ý nghe chị đọc tên và nhớ bình luận tên của cái người trúng mini game này, để kèm theo với cái số điện thoại của các em, thì coi như ai bình luận sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng nha. Đó. Còn bây giờ không biết ai là người chiến thắng đây. Một. Wow. Sao mà may mắn dữ vậy nè? Đó chính là đơn hàng của Huỳnh Thị Đài các em à. Huỳnh Thị Đài đã là người may mắn nhận được trúng thưởng mini game ngày hôm nay. Huỳnh Thị Đài là người đã trúng được gấu panda. Yeah, xin chúc mừng Huỳnh Thị Đài nha. Như vậy là chương trình mini game ngày 4 tháng 1 năm 2018 đã có kết quả ở phần thứ nhất, đó là phần mini game dành cho khách đặt hàng. Đó là đơn hàng của Huỳnh Thị Đài đã được nhận một bé Whiskey gấu panda. Đó, còn các bạn là thành viên của kênh Bé Út Chibi thì hãy nhanh to chóng đánh tên Huỳnh Thị Đài kèm với lại số điện thoại. Nếu như ai là người comment trước nhất thì người đó sẽ là người trúng thưởng và được tặng một Wixi Panda miễn phí luôn nha. Rồi, video thì đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Các bạn nào muốn gọi đặt hàng hãy gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 để ủng hộ kênh Bé Út Chibi nhé. Khi mà đặt hàng thì các em có một cái vé tham dự mini game miễn phí giống như chị Huỳnh Thị Đài nè. Khi đặt hàng thì chị đó đã có một cái vé tham gia mini game và chị đó đã đặt trúng được một gấu panda nha. Còn các bạn nào mà chưa đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi thì cũng hãy nhanh chóng đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi để có thể tham gia mini game trúng Wixi miễn phí nha. Suốt trong tháng 1 luôn, mỗi ngày đều có mini game cho các bạn đặt hàng, mini game cho các thành viên của kênh. Hãy đăng ký thành viên kênh, hãy đặt hàng để có cơ hội nhận Wixi Panda miễn phí nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em thật nhiều may mắn nha.